được sanh còn cái chuyện được sanh về cõi trời có cơ hội để tu tập hay không thì có lời khuyên là thời buổi bây giờ nên sanh về cõi trời bởi vì sao? Bởi vì á hàng thánh chúng còn đầy ở chánh. Có đâu lợi đi. Có đâu lợi bây giờ còn những nhân vật là tai to mặt lớn nè. Như là vua trời đế thích là một vị thánh sơ quả nha bà quý sa kha là một vị thánh sơ quả à, ông um, ông thần y um, thần y chi quá cá cũng ở trên cung trời đạo lợi và vô số rất nhiều những vị thánh sơ quả đang ở cung trời đạo lợi lên chảnh tha hồ gặp các ngài ha. Và khi mà lên gặp các ngài thì đương nhiên là thánh thì đâu có vui chơi như mình đâu Thì các ngài vẫn tu thì mình muốn mình vẫn có thể Thứ nhất là mình có thể biết được uh, cái kinh gốc Nếu mà quý vị không tin thì lên trễn có thể nghe được là uh, chính ta những vị đó đã nghe Đức Thế Tôn dạy như thế nào Và các vị đó sẽ thuật lại cho quý vị nghe Và nếu cần quý vị có thể biết được chân dung của Đức Thế Tôn thật sự là như thế nào Đấy Chánh pháp vẫn còn rất là thịnh ở trên cõi trời và quý vị có cơ hội tu rất là lớn ở trên đó. Rồi lên tới các cái cõi trời còn lại cũng như vậy cũng có chư thánh hả? sơ quả nhị quả còn đầy ở trên đó. Rồi cho đến à, cung trời đấu Xuất thì à, Bồ Tát Di Lặc ở trên đó và đương nhiên là thánh chúng thì cũng rất là nhiều ở trên đó mà dù chú vị lên tới cỏ tha hóa tự tại đi chăng nữa thì vẫn còn ma vương ở trên đó quý vị nghĩ là ma vương là chắc là cũng kinh khủng lắm nhưng không theo chú giải đấy thì ma vương không có còn phá tăng đoàn nữa và ma vương đã chuyển đã hướng thiện rồi tức là bây giờ ma vương là một trong những cái vị mà hộ pháp cho nên là lên chảnh thì vẫn tu được như thường. Trừ khi quý vị à, à, lên tới cái cõi Phạm Thiên vẫn tu được như thường. Bởi vì những cái vị Phạm Thiên vẫn còn đầy ở trên đó. Phạm Thiên mà chứng à, sơ quả, nhị quả, thậm chí tam quả vẫn còn đầy ở trên đó. Phạm Thiên tý là một vị Phạm Thiên chứng tam quả. À, các ngài vẫn còn ở trên đó. Rồi... Trừ khi quý vị đắp uh, các cái tầng thiền vô sắc giới, mẫu vị lên trên đó thì nó mới không có cơ hội tu tập thôi. Nhưng mà nói xa quá, không biết giờ mình tu tu tới đâu mà đòi chứng tới vô sắc giới thì nó xa quá ha.